Thưa quý khán giả, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 8.000 bệnh nhân phòng đang được quản lý. Tại Đồng Nai, Bệnh viện Gia Liễu tỉnh hiện là ngôi nhà thứ hai của 14 bệnh nhân mắc và chịu biến chứng nặng nề của căn bệnh này. Tết đến xuân về, khi người người cùng gia đình sum vầy đón Tết, những bệnh nhân phong cũng có Tết đầm ấm ngay tại bệnh viện nhờ vào tình yêu thương của đội ngũ y bác sĩ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý khán giả, có thể những cái phần quà nhỏ như thế này đối với chúng ta không đáng kể. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân phong tại đây thì đây là những cái phần quà ý nghĩa và mang cái động lực đến cho họ có thể sống vui và vượt qua những khó khăn của bệnh tật. Năm nay, số lượng quà Tết có vơi đi so với nhiều năm trước bởi một số người bệnh đã được điều trị khỏi, trở về nhà đón Tết cùng với gia đình. Hiện nay, phần lớn bệnh nhân tại đây đều đã cao tuổi, neo đơn, không còn nơi nương tựa. Việc bệnh viện chăm lo cho bệnh nhân phong trong dịp Tết Nguyên đán mang ý nghĩa rất lớn, bởi họ xem bệnh viện là nhà, y bác sĩ là người thân. Thì thấy là vui lắm, tại vì ở đây thì sống lâu ở đây coi như đây là gia đình, ban giám đốc cũng như là người thân, cũng như các bác sĩ như người thân, có Tết là cũng có quan tâm tới mình, chia sẻ như vậy là rất vui. Với lại mấy ngày Tết mùng 23 vậy đó, các bác sĩ trực cũng có đến thăm lì xì nữa, vui lắm. Mùa xuân đến thì năm nào cũng vậy, ở ngoài tổ truyền cũng vậy mà ở trong này cũng vậy. Thì sự quan tâm của bên giám đốc cũng như bên sở công đoàn thanh niên, rồi tất cả anh em nhân viên của ở trong bệnh viện thì cũng hỗ trợ tất cả, rồi ăn uống gì trong cái Tết này thì cũng là do bệnh viện nấu cho anh chị em ăn ở đây luôn. Cũng đón Tết rồi uống nước trà, đón giao thừa rồi. Thăm hỏi, chúc Tết và trao các phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân phong điều trị nội trú là hoạt động thường niên được Bệnh viện Gia Liễu Đồng Nai duy trì đã mấy chục năm qua. Các bệnh nhân phong tại bệnh viện đều đã được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, do di chứng nặng nề mà phong để lại, họ vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ. Theo đó, trong dịp Tết, bệnh viện cùng bố trí đầy đủ nhân lực, các kiếp trực và chuẩn bị thuốc men để điều trị tốt nhất cho người bệnh. Tết là cái dịp đoàn viên thì hầu hết ai cũng muốn được sum họp với gia đình, và chính vì vậy thì cái nỗi đau của bệnh phong càng tăng lên rất là nhiều bởi cái sự bất kỳ thị về ngoại hình cũng như là cái mặc cảm về cái tự ti về ngoại hình của họ, và hiểu được cái nỗi niềm đó và đồng cảm với cái điều đó thì ban giám đốc cũng như ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức những cái thăm hỏi động viên, và chính những cái thăm hỏi và cái phần quà nhỏ đó đã góp phần làm cho bệnh nhân cảm thấy vui và ấm áp hơn rất là nhiều, giúp cho bệnh nhân có một cái Tết hạnh phúc và đầm ấm hơn. Những bệnh nhân phong này trước đây đã thiệt thòi rất nhiều vì chịu sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng. Khỏi bệnh, họ vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải mang thêm di chứng tàn tật. Họ cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của xã hội. Chính sự quan tâm là món quà tinh thần động viên giúp người bệnh phấn khởi hơn, bớt cô đơn hơn trong những ngày Tết.